Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi câu nha mọi người. Thì mình mới xuống bè mọi người ơi. Cũng gà ba cần câu, mình quay cần cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, gà ba cần nha. Cần câu cái điểm cũ mọi người. Mọi người đây câu chung là đây cá dảnh, cá he đồ ấy nha, cũng có cá bự nữa mà ít mọi người. Ít chín lắm. Đây có dịp nào mình đi săn chỗ nào có cá bự mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Bây giờ mình chuyến đây thôi mọi người. Nào có cái ăn thì mình quay lại cho mọi người xem. Chân nhỏ nè. Dính cái dảnh này. Xấu xì. Cái dảnh nè. Cá nhìn nè. Cái dảnh. Đi nha. Hơn mà nó giật thì ghê không rồi. Đơn nhiên mọi người. Mọi người nha mọi người. Thả lại tiếp nha. Kêu nha mọi người, chờ đợi nữa nha. Dính nó nha mọi người. Dính nó nha. Ủa cá sát. Ủa cá sát, cá sát ngon nha mọi người. Được hơn chừng 5 con như vậy là ok nha. Dẫn tiếp nha. Dẫn nó nha.
chạy. Nhìn cái dạng này mọi người. Cái dạng nhỏ nha. Còn cái dẫn nữa nha mọi người. Ngày cũng 6 giờ mấy mọi người. Cậu tầm khoảng chừng 7 giờ 7 giờ cưới mình về nha. Tại bữa nay cũng xuống trễ mọi người. Bữa nay xuống gần 1 giờ. 1 giờ 1 giờ mấy mình mới xuống nha. Này nước đang chảy ròng, cá còn ăn lai 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 lai, mình câu tầm khoảng 7 giờ 7 giờ rưỡi mình nghỉ. Dạ này nó cá cũng người ăn rồi mọi người ơi. Rồi mình cuốn câu lên thôi. Cuốn câu lên rồi mình lấy cá lên về thành quả cho người xem nha. Thì thành quả của mình câu bữa nay nha. Cũng bộn mà. Cái này cũng tầm khoảng chừng 2 ký 3 ký mọi người. Cũng được 4 5 con cá ép mọi người. Ngon lành nha, ngon lành nha. Nếu mọi người thấy kênh của Chê thiếu vị hấp dẫn thì cho Chê xin một like, một share, một lượt đăng ký nha mọi người. Hai, chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào các video kế tiếp nha.